Dạ vâng, chào mừng các bác đã đến với kênh bán hàng của em. Em Minh Ô Tô, chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc. Thì hôm nay em lên sóng một mẫu xe Daihatsu Jetty sản xuất năm 2004. Một con xe rất là đẹp các bác nhé. Form dáng sedan hai đầu. Đây các bác nhìn xem. Nhìn form dáng của nó khỏi phải bàn rồi. Được phủ màu sơn ghi bạc rất là sáng sủa luôn. Đó. Tất cả là răng đúc thì rất là mới. Đây phần lốp của nó cũng rất là mới này các bác này. Đó. Lốp đây. Bốn quả lốp như nhau các bác nhé. Đó. Con xe đây các bác xem, form dáng phải nói khá là đẹp. Dạ vâng, chỉ có 122 triệu thôi. Đó. 122 triệu các bác đã có ngay mẫu xe sedan hai đầu rồi, một chiếc xe thương hiệu của Hàn Quốc. Đó. Form dáng đẹp, đi rất là đầm và thích. Đó. Đồ đạc phụ tùng rẻ dễ thay. Nói chung là một cái mẫu xe được rất là nhiều người ưa thích các bác nhá. Đấy, đến từ Hàn Quốc. Đó. Các bác xem form dáng của nó từ 2004 đến bây giờ nó còn rất là đẹp luôn. Đó. Một cái mẫu xe nói chung là khá bình dân, giá cả hợp lý. Dạ vâng, chỉ có 122 triệu các bác đã có ngay một mẫu xe Daihatsu Jetty rồi. Biển số 18A02868 các bác nhé. Đây ta nhìn thì phía sau chiếc xe. Đó. Nói chung là giá cả rất là hợp lý thôi. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô, chuyên bán ô tô cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay, hãy nhớ đăng ký kênh nhé và ấn nút thông báo để có thể xem cái mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập về nhé. Bên em rất là nhiều xe về luôn. Ngày nào cũng xe về nên là các bác quan tâm thì hãy đăng ký kênh của em để có thể xem những video mà em cập nhật về mới nhất. Đó. Đăng kiểm con này còn dài này các bác này. Đăng kiểm đến tháng 4 2020 các nhé. Đó. Một cái mẫu xe rất là hợp lý thôi. Đó, form dáng rất là đẹp. Đây, phần nội thất của chiếc xe. Các bác xem. Dạ vâng, số điện thoại của em là 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 các bác nhé. Đó, số điện thoại của em đấy. Nên là các bác quan tâm là đặt cọc chiếc xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em. Đây, đằng sau lỉ nguyên bản các bác này. Lỉ nguyên bản theo xe nhá. Đó, trần cũng nguyên bản trần lỉ luôn này. Đó. Rất là ok luôn, nội thất sạch sẽ. Đó, người ngồi hàng ghế thứ hai khá là ok. Khá là rộng rãi luôn, chân chiếc để thoải mái luôn, nó tại vì nó rất là dài, nhìn rất là đẹp. Đó, khá là rộng rãi đúng không ạ? Đây phần lốp bánh đằng sau đây. Phần lốp rất là mới luôn. Đó. Tất cả là đèo xe các bác nhé, khá là đèo xe luôn. Đây. Các xem đây là hàng ghế đứng trước các bác nhé. Đó. Từ phần tắp lu của chiếc xe. Đó. Từ phần tắp lu này. Lỉ còn nguyên bản nhé, đây trong này lỉ nguyên bản các bác nhé. Đó. Khá là ok luôn đúng không ạ? Đó. Rất là rộng rãi luôn, sạch sẽ. Rồi, cho bác xem phần cốp để đồ đằng sau nhé. Đây là phần cốp để đồ đằng sau các bác ơi. Đó, lỉ nguyên bản rất là sạch sẽ. Khá là đẹp. Đây. Trên cũng là lỉ này. Trên là lỉ các bác nhé. Đó. Rất là để đồ rất là rộng rãi các bác, khá là rộng rãi luôn, sạch sẽ. Đó. Bên dưới này đã dán chống ồn rồi. Dán này vào rất là tốt, sạch sẽ, dễ lau chùi các bác nhé. Nên là rất là tốt cho xe thôi. Đó. Ok. Sau đây em sẽ cho bác xem là khoang máy động cơ của chiếc xe nhé. Máy con này lổ khỏi nghĩ rồi. Máy lổ cực chất luôn nhé. Đấy. Mở cửa ra là xe nó sẽ kêu đấy. Khi nào mình đóng cửa chặt vào ấy, thì nó lại hết kêu. Tại vì nó vẫn báo cái mở cửa. Đó, hết kêu luôn. Rất là ok. Rồi em sẽ lổ máy cho bác xem nhé. Dạ vâng, chỉ có 122 triệu thôi. Đó, máy đã lổ đấy. Sau đây mời bác cùng em xem phần khoang máy động cơ của chiếc xe này. Máy của nó lổ thì rất là ok luôn. Máy chất. Đi loại này rất là đầm và thích luôn. Mà dòng này nó đi cực kỳ khỏe luôn các nhé. Đây về phần khoang máy động cơ của chiếc xe nhé. Máy hoạt động ok luôn. Đi cực kỳ khỏe nhé, rất là đầm. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Mua về sử dụng gia đình là hoàn toàn yên tâm luôn. Đó. Bây giờ em test thử và kiểm tra rất là kỹ rồi. Về phần máy của nó thì khỏi suy nghĩ đi. Tất cả là máy miếc là ngon. Hoạt động trơn tru nhé. Đó. Máy móc êm ru. Dạ vâng, đó là tổng thành của xe Daihatsu Jetty nhé. Một lần nữa Minh Ô Tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái, chào tạm biệt các bác.